Chào cả nhà, hôm nay Shop Thảo Dược Thanh Phát giới thiệu với cả nhà biết đến một loại cây thuốc nam có tên là cây xương khỉ. Một số nơi người ta còn gọi cây này với cái tên là cây bìm bịp. Nó xuất hiện ở nhiều vùng nông thôn nhưng mà rất là ít người biết về những cái công dụng tuyệt vời của nó. Đặc điểm của cây xương khỉ thì nó mọc thành từng đám, thân của nó nhỏ và có chiều cao từ 1 đến 1,5 mét. Cây rất là dễ nhận biết do nó có màu xanh, thuôn dài và nhỏ ở gần đầu, mặt lá nhẵn và có nhiều gân. Trong đó thì gân chính của nó ở giữa to và các gân còn lại đối xứng với nhau qua gân giữa. Sau đây thì mình sẽ nói đến những cái công dụng tuyệt vời của cây xương khỉ. Cây xương khỉ nó sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh nè và tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh lý mãn tính khó chữa như là viêm dạ dày, viêm họng, vàng da. Những người có máu mỡ tăng cao có thể cải thiện được trong thời gian ngắn nếu như mình biết cách sử dụng nè. Ngoài ra thì nó chống oxy hóa cực mạnh, do đó giúp cho tăng cường lưu thông máu, ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển và chống lão hóa. Ngoài ra thì nó còn cung cấp canxi, giúp cải thiện các vấn đề về xương khớp như là loãng xương, viêm khớp, hoặc là giúp cho mình nhanh liền xương hơn. Cây xương khỉ còn hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như là men gan cao, viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Về cách dùng thì một ngày mình dùng 50g cây xương khỉ, các bạn đem đi rửa sạch và đun với 1,5 lít nước. Mình đun đến khi nước sôi thì cho nhỏ nữa và đun thêm 30 phút. Sau đó các bạn có thể tắt bếp để nước nguội và uống trong ngày. Mình có thể chia ra làm 3 lần uống vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, và lưu ý là uống sau khi ăn no. Cây xương khỉ còn có thể được dùng để kết hợp với các loại thảo dược khác để trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh, nên là các bạn có thể dùng để kết hợp thêm nhé. Hiện tại thì shop mình đang cung cấp cây xương khỉ dạng khô, nên là các bạn nếu có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình để ở bên trên, hoặc có thể đặt mua hàng trực tiếp trên website thaodiocthanhphat.com nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.